Vào ngày 18 tháng 5 vừa qua, tại Trung tâm Hội nghị Triển lãm Quốc tế SKECO đã diễn ra lễ trưng bày và ra mắt Hiệp hội Cửa Việt Nam Chi hội thành phố Hồ Chí Minh, khởi nguồn từ năm 2004 với bề dày gần 20 năm nỗ lực xây dựng và trưởng thành. Quyên Việt Group góp mặt tại sự kiện lần này và mang đến các giải pháp phục vụ cho ngành sản xuất cửa, phụ kiện cửa cũng như hệ thống khóa vân tay thông minh Rolls-Royce Smart Lock, nhận được sự quan tâm của đông đảo người tiêu dùng và các đối tác trên cả nước. Quyên Việt Group vinh dự được là nhà tài trợ Ruby trong sự kiện lần này, đồng hành cùng với Hiệp hội Cửa Việt Nam Chi hội thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi sẽ tiếp tục đưa ra các giải pháp hiện đại, tối ưu, đáp ứng được cái nhu cầu người tiêu dùng và phù hợp với xu hướng của xã hội, của ngành nghề. Với những nỗ lực không ngừng nghỉ, Quyên Việt Group tự hào đang tạo ra sức mạnh và sinh khí cho nhiều công trình, dự án, qua đó góp sức mình vào sứ mệnh vì sự phát triển của một Việt Nam thịnh vượng.